sợi sơ rửa ra như thế này có nghiền nổi hay không. Thông Ngân xin chào mừng quý vị đã quay trở lại trong video ngày hôm nay. Và thử thách của chúng ta trong video lần này là nghiền sơ rửa khô với máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha. Liệu rằng quá trình này có thành công hay không thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi với Thu Ngân nhé. Trong video thử nghiệm lần này là mong muốn giải đáp thắc mắc từ phía khách hàng đang có nhu cầu xử lý nghiền nhỏ sơ dừa. Khác với mùn dừa, sơ dừa sẽ có tính dai và khả năng kéo sợi, và các sợi trong sơ dừa hay ứng dụng trong việc dệt thảm và bệ dây. Nhưng đối với số lượng sơ không đạt tiêu chuẩn hay dư thừa bỏ phí trong sản xuất thì khách hàng lựa chọn cách thức nghiền nhỏ. Hiện tại trong máy đang được lắp đặt sẵn với mắt sàng 2 ly để thử nghiệm quá trình nghiền. Vì đây là nguyên liệu sơ dừa khô nên quá trình nghiền có hơi bụi, nhưng đã có bộ phận bầu gió siro lắp đặt đi kèm sẽ hỗ trợ thu gom thành phẩm nhanh chóng. Vừa rồi thì Thu Ngân đã thử nghiệm với sàng lỗ 2 ly và đây là kết quả chúng ta thu được. Như quý vị có thể thấy là đây là sơ dừa khô sau khi đã được nghiền với sàng 2 ly rất là nhỏ. Thì bây giờ Thu Ngân sẽ thử nghiệm tiếp với cái sàng 3 ly và nhờ kỹ thuật viên thay sàng giúp Thu Ngân để xem là cái thành phẩm đầu ra nó sẽ như thế nào và quý vị sẽ thích cái sàng nghiền 3 ly hơn hay là sàng nghiền 2 ly hơn nhé. Đây là sàng 2 ly vừa nãy chúng ta nghiền, một nghiền vẫn còn đây. Bây giờ kỹ thuật viên sẽ thay sàng 3 ly nhé và Thu Ngân sẽ để mẫu sàng và thành phẩm lại đây. Và bây giờ tiếp tục thì chúng ta sẽ nghiền với sàng 3 ly để xem kết quả ra như thế nào nhé. Ở một số xưởng chế biến lớn thì họ lại cần nguyên liệu sơ dừa nghiền nhỏ để làm viên nén sử dụng trong chất đốt hữu cơ. Chính vì vậy video này mang tính chất thử xem các dòng máy nghiền búa của Bình Quân Group có khả năng nghiền sơ dừa theo như nhu cầu của khách hàng hay không, lại vừa tạo ra sự lựa chọn phù hợp dành cho những vị khách đang có nhu cầu cũng có thể tham khảo và lựa chọn. Và video này chính là câu trả lời dành cho quý vị nhằm đáp ứng mọi nhu cầu thực tế nhất, đem tới những sản phẩm chất lượng và phù hợp với nhu cầu. Mong rằng quý vị sẽ luôn góp ý và phản hồi những mong muốn và những nhu cầu của mình với Bình Quân Group và chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ và giải quyết giúp quý vị. Ở đây là Thu Ngân thu về tiếp thử nghiệm với sàng 3 ly nhé. Và quý vị có thể xem thành phẩm ngay tại đây. Và quý vị thấy thành phẩm cũng vẫn được nghiền nhỏ, vụn. Đây xem, thành phẩm 2 ly và 3 ly thì có khác nhau gì mấy không? Nói chung thì sự sinh lệch cũng không đáng kể. Đây 2 ly đây, đây 3 ly. Và vừa rồi là một quá trình thử nghiệm nhỏ nhỏ về quá trình nghiền sơ dừa khô giữa sàng 2 ly và sàng 3 ly để xem kết quả thành phẩm ra sao và quý vị đã có thể thấy được rồi đúng không ạ? Với sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B24 một pha này thì sẽ sử dụng trong các hộ gia đình và lựa chọn sử dụng để kinh doanh thì cũng rất là hợp lý. Và ngoài ra nếu như khách hàng nào có nhu cầu muốn nghiền năng suất cao hơn, nhanh hơn nữa để phù hợp với quy mô kinh doanh hay xưởng chế biến của mình thì có thể tham khảo các dòng máy lớn hơn, Thu Ngân đặt link ở phía bên dưới. Hoặc quý vị có thể liên hệ thẳng trực tiếp tới số điện thoại đang được hiển thị phía trên màn hình để nhận tư vấn trực tiếp và nhanh nhất. Đến đây thì thời lượng video cũng đã kết thúc và thử nghiệm ở trong video lần này cũng đã thành công. Đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thử nghiệm video lần sau.